Tiếp tục với các chị, hai mặt tiền nhá. Đây lô đất này này, 3 tỷ, ngang 5 dài 17, thành phố Di An, phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đẹp không quý chị ơi? Đây, cái lô đất này nằm trong khu dân cư anh chị ạ, mà nó có hai mặt tiền cơ, nên là mình xây nhà. Đó, quý anh chị thấy hai căn nhà hai mặt tiền đâu? Đó, xây nhà ở bên mình làm cái cửa ra bên hông, cửa sổ, ban công, quý chị ha, rất là đẹp luôn, thoáng nha. Đây, lô đất mình này, cần bán lắm này. Hiện tại thì lúc trước là 3 tỷ 3 quý anh chị ạ, 3 tỷ 3, xong rồi xuống 3 tỷ 150, còn bây giờ xuống 3 tỷ quý anh chị nhá. Đó, giá bây giờ là 3 tỷ, vẫn còn thương lượng. Khu dân cư Phú Mỹ Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An. Ở trong đây toàn 2 lầu quý anh chị thấy không? 2 lầu 1 trệt hết nhá, đồng bộ nhá, khu dân cư nhá, đường 12m tổng nhá, thông 2 đầu, thông bần cờ nhá, khu dân cư quý anh chị nhá. Đó, quý anh chị thấy không? Đó, hàng xóm đó, đất mình đây. Quý anh chị biết rồi, đất ở trong khu dân cư thì những cái lô đơn này, những cái lô đơn này ngang 4m hết này thì nó nhiều, nhưng mà những cái lô góc này, những cái lô góc thì nó ít, nó không có nhiều ha. Hai mặt tiền mà quý vị ha, hai mặt tiền này. Mà lô này là còn ngang 5m quý vị ha, lô đất của mình nhá, hai mặt tiền của mình là ngang 5 nhá, ngang 5 dài 17, hướng chính tây. Hướng chính tây, nếu mà anh chị nào mà đông tứ trạch là không hợp, chỉ hợp cho anh chị tây tứ trạch quý vị ha. Còn ngoài ra nếu mà anh chị nào không quan trọng về hướng thì sẽ hợp hết rồi quý vị ha. Đó, cũng sẽ có nhiều anh chị không quan trọng về hướng, quan trọng là phải rẻ, quan trọng vị trí nó phải phù hợp. Thì đây, anh chị hãy tham khảo cái lô đất này. Đây là một lô đất mà ngày hôm nay em Hải chia sẻ để cho anh chị mình tham khảo, một lô đất giá rẻ quý chị nhá. Đó, nằm trong khu dân cư Phú Mỹ Hiệp. Hiện tại ở trong cả cái khu này chỉ có cái lô góc hai mặt tiền này rẻ nhất thôi, em nói thiệt với anh chị luôn, trong cả cái khu này luôn, cái khu này lớn lắm quý chị ơi, mấy trăm hộ mà, 500 mấy chục hộ á. Ở đây có cái trường mầm non này quý chị, trường mầm non ngay đây, ở đây chỗ này nhá, chỗ này có cái trường mầm non nha. Cái lô góc này cũng có nhưng mà người ta đâu có bán đâu quý chị ha, chỉ có lô này bán thôi ha. Lô này quý chị 77m, thổ cư hết, thổ cư full luôn. Sổ hồng riêng anh chị nhá, sổ có sẵn nha. Anh chị mà xem xong video mà đàm phán được giá đi công chứng luôn anh chị nhá. Đó. Bên em chỉ review và mua bán những cái bất động sản mà có sổ hồng riêng, có sổ hồng sẵn, có hỗ trợ ngân hàng. Đó. Mua bán là công chứng chuyển nhượng sang tên, có hỗ trợ ngân hàng ha. Cái vỉa hè đẹp lắm nhưng mà cỏ nó mọc lên quý vị ha. Nên nhìn nó khuất mất cái vỉa hè đó. Vỉa hè 3m quý vị nhá. Đó. Trải dài xuống như kia. Đó, chỗ cái ô tô đã uống gì thế không? Thấy không? Anh chị ơi, mình xây cái căn nhà hai mặt tiền này lên nè quý vị. Cái lợi thế của mình là hai cái mặt tiền. Mình đây để ô tô này quý chị thấy không? Đó, đường nó lớn rồi, ô tô nhỏ xíu quý chị thấy không? Đây chiếc này 5+2 là 7 chỗ đâu quý chị ha. Đây đó, đậu trên vỉa hè cũng sướng đâu quý chị ha. Hoặc không thì mình xây nhà mình làm cái gara ô tô phía sau này này, mình làm cái gara ô tô phía sau này quý chị nhá. Làm cái gara ô tô phía sau này thì cái xe của mình nó sẽ ra vào cái phía sau này quý chị ha. Đó, đây giống nhà này, giống nhà quý chị, gara ô tô người ta làm phía sau này quý chị ha. Đây sau này có cái lối thoát hiểm này, lối thoát hiểm này 2m quý chị nhá. Cái lối thoát hiểm này nó thông luôn quý chị. Ở sau này thì mình mở cửa sổ và mở cửa sau, cửa ra phía sau cái lối thoát hiểm này. Thì tính ra nếu là cái lô đất hai mặt tiền chính này là thành ra là 3 mặt thoáng. Tại vì ở đây có thêm một cái mặt tiền lối thoát hiểm, mặt tiền phụ đó quý chị ha. Đây, mình mở cửa phía sau này, mở cửa sổ phía trên quý chị ha, thoáng. Đó, trời ơi. Đã hai mặt tiền đã thoáng rồi, còn mở thêm cái lối thoát hiểm phía sau này nữa thì nói gì nữa quý chị ơi, cực thoáng luôn quý chị ha. Đó, ngang 5m và dài 17m, tha hồ cho anh chị mình thiết kế một căn nhà ưng ý ha, đẹp quý chị nhá. Mình có thể làm gara ô tô phía sau này. Đó, phía sau này quý chị ha. Đường ô tô mình sẽ đi bên đây, còn cửa chính bên đó thì mình đi vào cho nó sạch sẽ quý chị ha, cho nó đẹp ha. Hướng chính đây nhá. Anh chị nào mà tây tứ trạch là rất là hợp với lô này đó quý chị ha. Đó, rất là đẹp luôn quý chị ơi. Vỉa hè quá trời đẹp luôn quý chị ơi. Đất thì nhiều mà kiếm ra cái hai mặt tiền thì nó không nhiều quý chị ạ. Nên là anh chị nào mà đang cần tìm một lô đất đẹp mà thoáng mà xây nhà mà ở thì mình nên nghiên cứu mấy cái lô đất hai mặt tiền này. Giá thì rẻ, có 3 tỷ thôi quý chị ha. 3 tỷ và 77m quý chị nhá. Đó, rất là ok luôn. Anh chị ơi, mấy cái lô thường đây này, cái lô thường kế đây đang bán luôn này là có 68m thôi mà ngang 4m đây, ngay đây luôn này. Mà người ta đang kêu là 2 tỷ rưỡi. Đây ngay đây luôn này. Đó. Còn lô này hai mặt tiền 77m quý chị ha. Ngang 5m mà nó hai mặt tiền. Mình chỉ có 3 tỷ thôi, diện tích hơn, bề ngang cũng lớn hơn, chiều dài dài hơn luôn, đẹp luôn, mà hai mặt tiền thoáng quý chị ơi. Đó. 3 tỷ vẫn còn nói chuyện, nếu mà anh chị nào thiện chí, hãy alo cho em Hải, số điện thoại góc trái màn hình, có thể gặp trực tiếp chủ nếu anh chị mình muốn, còn không thì cứ mong muốn ra nào, cứ nói với em Hải ha, thuận mua vừa bán không sao quý chị ơi. Đó, rồi, em Hải xin cảm ơn anh chị mình nhé, hẹn gặp anh chị trong các video mới. Em xin chào ạ.